Dạ rồi, lên xe. Sáng nay thì cũng sẽ về Đồng Tháp với một em này. Em cà phê sữa sô-cô-la cô nhớ gì nha, 017. Đây, thì em này cũng về cho anh khách quen luôn. Anh mua một chiếc rồi, giờ anh mua thêm một chiếc nữa, chiếc thứ hai. Đó, thì hôm nay thì em đi với mấy anh em về dưới đó giao xe cho ảnh luôn. Rồi. Làm ngay đây luôn hả anh Chí? Dạ dạ. Xe này bóng số chắc là lâu lắm hả anh? Lâu. 016. Dạ. Dạ. Nãy thấy 4 số mà chạy là thế là biết lâu lắm rồi. À dạ. Ông này ông mua chạy. Dạ. Ông mua 9.900 số. À. Ngay trung tâm y tế huyện Tam Nông. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Chiếc này là chiếc thứ hai rồi. Nhà chạy vô nhà người ta đó. Nhà anh hả? Nhà anh hả? À. Đây là thiệt cái từ đó giờ là đi buôn ba đi khắp nơi chưa bao giờ mà trao gần nhà vậy luôn. Dạ. Dạ dạ. Chìa khóa anh để đâu? À. Thêm một em cà phê sữa sô-cô-la 017 nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ dạ để dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Chạy thử vòng không anh? Không. Đáng đâu hả? Ừ, thử. Mà đây đi đáng đâu hả? Dạ, tưởng ở nhà tiếp khách rồi. Đây về nhà gần không anh? Anh Chí? Anh đi 4 cây số, nhà à. Đi ngược lên Tân Hồng dạ. 4 cây. Cái này em gửi anh món quà. Trời ơi. Dạ. Điện đâu không thấy. Đây chạy vô hả? Rồi tao tính tao tính chiều nó tính cắt. Dạ rồi, em nhận đủ anh Chí. Dạ. Này anh bóp cái thắng để cho nó tắt cái đèn FI này. Bóp cái thắng cái là nó lên nè. Để em mở luôn cái biển số để về rút hồ sơ cho nó lẹ. Cái xe kia bữa bấm số chưa anh? Chưa. à. Bữa thì thứ 6 rồi. Dạ. Rồi thứ 2 nữa là. Dạ. Bữa nay bận hả? Sao không nói trước em là em giao bữa khác là khỏi bận là để. Em biết sao không? Bà không có tính đi. Dạ. Bà không có tính đi mình mới lỡ hẹn với em mà đâu có hứa. Dạ dạ. Dạ. Đi chút xíu về liền mà. Cái này lát nữa cho em gửi lên xe cho để qua.